Bài giảng ngày 13 tháng 12 năm 2012. Pháp. Bởi vì Pháp tốt cho tôi, nên Pháp sẽ tốt cho các bạn. Nhiều người trong các bạn có lòng tin mạnh mẽ vào Phật Pháp. Vì các bạn có lòng tin ấy mà ta gặp nhau. Ta nói nghiệp, tất cả mọi thứ đều do nghiệp mà thành. Chúng tôi là người tu Tây Tạng, tới đây để giúp những người tu Việt Nam. Chúng ta gặp gỡ nhờ kết nối nghiệp, và đây là điều thật tốt lành. Vì kết nối nghiệp này mà tôi sẽ giúp được các bạn. Nhiều người trong số các bạn, nhất là những người tham gia tổ chức, đã đóng góp tiền của, thời gian, vân vân. Việc này chúng ta ghi nhớ, và bản thân tôi cũng rất trân quý. Các bạn biết rằng, Tây Tạng đã trải qua những thời kỳ gian khó, nhưng Pháp Phật vẫn còn và vẫn còn nhiều chân đạo sư. Phật giáo Tây Tạng vẫn còn đầy đủ trọn vẹn và giàu có. Vì vậy, Đạo Phật Tây Tạng được truyền khắp thế giới và nhiều người đang nỗ lực tu học theo truyền thống này. Nhờ vậy, tôi có dịp tới nhiều nơi truyền dạy Pháp Phật, gặp gỡ mọi người, đàm đạo giáo lý và chia sẻ những quan điểm khác nhau với họ. Đó là một điều rất tốt. Là một người tu đạo từ khi sinh ra đời, nên cả đời tôi được tắm trong ánh sáng của Phật giáo. Truyền thống này gần gũi với tôi, nên tôi thấy được lợi lạc của nó, của việc tu đạo. Tôi có thể nói rằng tôi là người tu, và việc ấy cho tôi nhiều lợi lạc. Có nhiều đạo hữu muốn nghe kể đôi lời về Rinpoche. Chúng ta không nói gì ngoài Pháp, điều này rất quan trọng. Người tu Pháp nói Pháp, một việc mà đối với người đó là rất đặc biệt. Chúng ta không nói gì ngoài Pháp, điều này rất quan trọng. Và điều này quan trọng đối với cả tôi nữa. Việc nói Pháp thể hiện sự hiểu biết và kinh nghiệm của người đó. Vì vậy tôi nghĩ rằng không cần nói về bản thân tôi, vốn đã luôn gắn với Pháp một cách đặc biệt. Khi tôi dạy người khác những gì thật sự tốt cho tôi, thì tôi cố gắng chuyển tới họ thông điệp, bởi vì Pháp tốt cho tôi, nên Pháp sẽ tốt cho các bạn. Cho nên nếu cái gì đó tôi không nghĩ là tốt, thì tôi sẽ không nói rằng nó tốt. Đó không phải là cách dạy Pháp chân chánh. Bất cứ cái gì tôi thấy là tốt thì tôi nói, các bạn phải học cái này. Chẳng hạn tôi nói tâm bi là quan trọng. Ồ, thì thật sự thấy điều đó là tốt. Bạn phải nhìn thấy điều đó nơi tôi. Bạn phải tin như vậy. Cũng có những người, họ cứ đi lòng vòng nơi này nơi nọ. Hoặc họ nghiên cứu Phật Pháp chỉ vì muốn kiếm tiền hay vì một cái gì đó. Còn với tôi thì khác. Cả khi tôi nói về bản thân mình, thì thật ra đó là dạy Pháp. Đối với các đạo sư thì điều cốt tủy là quan điểm, tri kiến, thói quen, cách dạy của họ. Tất cả đều cho chúng ta thấy chính con người họ. Đó là cách để các bạn tìm hiểu người thầy. Giả như có ông thầy nói hạnh xả ly rất quan trọng, thì ông ta phải chân thật tin rằng nó quan trọng. Đó là cách người học đạo dùng để khảo sát thầy dạy đạo. An bình nội tại. Sự hủy hoại đến từ bên trong. Bữa trước tôi có nói sơ qua về tu viện ở Tây Tạng, như về những gì chư tăng phải học ở tu viện. Họ phải qua một hệ thống tu học như vậy. Tây Tạng rất khác biệt, đặc biệt là Tây Tạng hồi xưa. Đó là một nơi xa xôi và độc nhất vô nhị. Ở đó không có trường học bình thường cho dân chúng. Cách duy nhất mà người dân có thể làm là gửi con trai của họ tới tu viện để chúng được học hành. Do đó mà ở Tây Tạng có nhiều tăng. Vì dân chúng tin vào Phật Pháp, họ mong muốn con em họ được giáo dục ở các tu viện. Tu viện cũng giống như một trường đại học ở Tây Tạng. Truyền thống ấy có mặt rất tích cực, nhưng nó cũng có mặt tiêu cực. Nhiều người dân không có cơ hội được học hành. Người dân bình thường không có học thức. Những người may mắn nhất chính là chư tăng. Và đương nhiên, nhiều vị ni cũng được học,
nhưng phần lớn những người được hưởng nền giáo dục là chư tăng. Ngày nay mọi thứ đã thay đổi, cả hệ thống đã thay đổi, mọi thứ ở Tây Tạng đã thay đổi nhiều. Có nhiều cơ hội hơn cho những người dân bình thường được học hành. Ngày càng nhiều người học tiếng Tạng để đọc kinh sách và trình độ hiểu biết của họ cải thiện rất nhiều. Mặc dù tình hình có lúc rất khó khăn, nhưng mọi thứ đang thực sự hồi sinh. Ở nhiều tu viện, việc học hành còn tốt hơn trước kia. Đây là một tin vui cho các bạn. Tôi đã kể về tu viện cho các bạn Việt Nam tới Golok năm nay, lịch sử của nó, cuộc sống của tu viện trước kia và bây giờ. Và các bạn ấy đã nghe câu chuyện tôi kể. Tôi nói, chẳng hạn như đôi khi, thời kỳ gian khổ lại chính là pháp rất hữu ích. Nếu nội tâm con người kiên định, thì cảnh bên ngoài không thể tác động. Ví dụ, mặc dù người Tây Tạng phải trải qua cách mạng văn hóa và những thời kỳ gian khó khác, nhưng sâu bên trong chẳng có mấy thay đổi. Chúng tôi đã giữ được truyền thống Phật giáo Tây Tạng rất phong phú trong tâm. Thực ra, Phật giáo Tây Tạng chẳng bị hủy diệt, cho dù đã trải qua những thời kỳ khó khăn như vậy. Nhưng cái gì sẽ làm nó thay đổi? Tôi nghĩ rằng sự hủy hoại đến từ bên trong. Sự hủy hoại do có quá nhiều tham dục, quá nhiều ham muốn vật chất chẳng hạn. Chính cái đó hủy hoại cả truyền thống tinh thần vốn giàu có, chứ không phải cái xảy ra trong môi trường xung quanh. Vậy nên, vào những thời kỳ khó khăn nhất ở Tây Tạng, người dân rất trung tín. Nhưng ngày nay, họ lại bị tán tâm. Có lẽ do họ đã nhìn thấy nhiều thứ trên thế giới, nhiều sự phát triển vật chất ở xung quanh. Họ tập trung quá nhiều vào sự phát triển bên ngoài, chứ không phải vào thế giới bên trong. Đó chính là vấn đề. Truyền thống Phật giáo đã được bảo tồn bởi những con người trung tín. Vậy nên, tôi nghĩ truyền thống Phật giáo đã được bảo tồn bởi những con người trung tín. Có nhiều bậc đạo sư vĩ đại, dũng cảm và các ngài rất trung thành với truyền thống đó, nên nó đã được bảo tồn. Tuy nhiên, cũng như tôi đã kể, tình hình bây giờ đang tốt dần lên. Chư tăng, việc học hành nghiên cứu, việc tu trì vân vân, tất cả đã cải thiện nhiều kể từ khi tôi còn nhỏ. Tôi nghĩ rằng điều này chung cho mọi nơi. Sự phát triển bên ngoài, sự tăng trưởng vật chất ảnh hưởng tới an bình nội tâm, thế giới nội tâm. Khi có quá nhiều sự phát triển ở bên ngoài, thì thiên hạ tập trung chú ý vào đó và có nguy cơ đánh mất sức mạnh nội tại, an bình nội tâm. Tăng trưởng vật chất có mặt tích cực, nhưng chủ yếu nó đem lại nhiều mất mát cho con người. Nó khiến họ rất bận rộn và đem lại nhiều lo lắng phiền muộn, gây ra nhiều sức ép cho tâm trí họ. Và họ cứ thế đeo theo sự phát triển ấy, đuổi theo nó, rượt theo nó. Tất nhiên, nghĩ về những thứ khác, làm những việc khác cũng không sao, nhưng rồi những gì ở bên trong sẽ mất, an bình nội tại sẽ mất. Họ theo đuổi sự phát triển ấy không chỉ bằng thể xác mà bằng cả tinh thần. Điều này có hại cho tâm, cho an bình của tâm, cho truyền thống, cho tôn giáo. Điều này theo tôi mọi người cũng biết và họ phải tỉnh thức về hiểm họa này. Đức tin. Để giữ đức tin, bạn phải biết cách giữ an bình nội tại, sức mạnh nội tâm. Đức tin vào một tôn giáo hay lòng tin vào Phật hoặc các vị Chúa có một sức mạnh lớn lao. Người ta ví nó như con sư tử. Nó không thể bị kẻ nào khác hủy diệt ngoại trừ chính bản thân nó. Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng giáo pháp của Ngài sẽ không bị hủy diệt bởi ngoại đạo, mà bởi chính các đệ tử của Phật, những người con của Phật, bởi các vấn đề do họ gây nên. Thí dụ, nếu tăng ni có quá nhiều tham dục và họ không học hành, không tu trì, thiền định, thì họ sẽ chạy theo cám dỗ vật chất. Việc đó sẽ hủy diệt tôn giáo, hủy diệt đạo Phật. Còn sư tử rất mạnh nên không con vật nào tấn công nó được.
nhưng những con trùng nhỏ trong thân sư tử sẽ giết chết nó. Đức Phật đã nói như vậy. Nên đức tin của ta phụ thuộc vào chính ta. Nếu bạn muốn giữ gìn, phát triển nó, thì bạn sẽ cố gắng làm được điều đó. Để giữ đức tin, bạn phải biết cách giữ an bình nội tại, sức mạnh nội tâm. Đó là con đường duy nhất để giữ gìn và phát triển đức tin, tâm chí thành giới Phật và Pháp. Ở đâu cũng có những vị tăng xấu, lạc ma xấu, Phật tử xấu, nhưng thiên hạ thường lầm lẫn. Họ nói tôn giáo này xấu vì người ấy, người kia xấu. Phật giáo xấu vì vị tăng này nọ xấu. Cách phán xét như vậy không trung thực. Họ cần phải biết đạo Phật đòi hỏi người tu, đặc biệt là tăng ni, phải như thế nào. Những lạc ma ấy, vị tăng ấy không thể đại diện cho tôn giáo, cho truyền thống. Nhưng thiên hạ không nhìn nhận như vậy, và họ nói rằng tôn giáo đó xấu. Vì vậy, tôi nghĩ rằng người tu, đặc biệt là các vị thầy, phải rất cẩn trọng về các việc họ làm, như cách ứng xử, cách suy nghĩ, cách nói năng. Bởi vì điều này ảnh hưởng đến cả tôn giáo, cả truyền thống. Nếu một Phật tử nói năng rất tử tế, nhu hòa, trung thực, thì đó là điều rất tốt. Chúng ta cần làm như vậy và cố gắng làm như vậy. Bất cứ khi nào ta không làm như vậy, bất cứ khi nào ta mất kiên nhẫn, thì phải nghĩ, ồ, ta đã làm một việc xấu, ta phải sửa sai ngay. Nhưng vẫn có những người tu nói những chuyện xấu xa, cãi cọ với nhau, nhưng họ không nghĩ rằng chuyện đó không hay. Chuyện đó rất không hay. Vì vậy, tôi muốn nói rằng, là người tu, bạn phải nhận ra rằng có cái gì đó không tốt và bạn không được làm như vậy. Chúng ta phải cố gắng. Như vậy tốt không những cho bạn mà cho cả cộng đồng, cả truyền thống tôn giáo nữa. Tôi không thấy các vị tăng Trung Quốc hay Việt Nam làm những chuyện như vậy. Nhưng thật là không may là ở Tây Tạng có một vài vị như vậy. Đôi khi các vị lạc ma hoặc tăng Tây Tạng làm những chuyện như vậy và như thế không tốt. Ở Tây Tạng, tôi cố gắng khuyên họ không nên làm như vậy và phê phán họ rất dữ. Mặc dù tôi không thấy có ai như vậy ở Việt Nam hay Trung Quốc, nhưng cũng có thể, ai mà biết được. Nhưng tôi hy vọng là không. Tham. Phải kiểm soát tham muốn, nếu không, cái tham nào cũng có thể thành thái quá. Khi con người quá tham, thì thậm chí những ai được gọi là tăng cũng không kiểm soát được tâm. Ở Tây Tạng cách đây 3-4 năm, có một vị tăng không thật là tăng tốt. Anh ta đi lòng vòng, la cả nơi này nơi khác ngoài xã hội, làm ăn gì đó để kiếm tiền. Không biết để làm gì vì anh ta đâu có gia đình. Một ngày nọ, anh ta khởi tâm muốn giết người bạn tốt nhất để chiếm tài sản của người đó, vì anh bạn có chút đồ trang sức và tiền mặt. Rồi anh ta bí mật giết người bạn. Cảnh sát phát hiện được, và giờ đây vị tăng đó đang ngồi tù. Chuyện ấy thật là xấu xa. Chuyện có thật xảy ra ở Tây Tạng quê tôi. Đó là chuyện có thật đã xảy ra. Những chuyện tương tự có thể xảy ra đối với bất cứ tôn giáo nào. Trên thế giới, việc một người có đạo giết một ai đó cũng thường xảy ra. Nhưng một vị tăng là một chuyện như vậy thì rất hiếm khi nghe thấy. Vì vậy, luôn rà soát tâm mình để chế ngự tham dục và bám chấp là việc tốt nên làm. Ta thấy tâm có thể khiến con người điên đảo ra sao, bởi vì chúng ta ai cũng có cái tâm rất điên đảo và rất tệ hại, nên điều đó có thể xảy ra với bất cứ ai. Cái tâm ấy thấy nhiều thứ là quan trọng. Điều đó có thể dễ dàng xảy ra với bất cứ ai trong chúng ta. Trong cõi dục giới này, tất nhiên chúng ta có tâm tham, nhưng ta phải kiểm soát tham muốn, nếu không cái tham nào cũng có thể thành thái quá. Vì vậy, để làm một người tu, để làm một đệ tử Phật, điều căn bản là phải rà soát tâm, làm việc với nó để đem lại an bình và hiểu biết trong tâm.
chúng ta phải cố gắng chuyển hóa tâm, vì trong bản tánh nó vốn thanh tịnh. Bản tánh của tâm thanh tịnh nên ta có cơ duyên chuyển hóa nó, điều phục nó để nó trở nên bình hòa, có trí tuệ, kham nhẫn và có tình thương. Đó là làm người tu đạo. Con người có cuộc sống nên phải sinh tồn, nhưng ta phải sinh tồn hợp với lề luật, với cộng đồng. Như vậy sẽ tốt, và ta sẽ có cuộc sống tốt đẹp mà không cần tới những thứ xấu xa khủng khiếp như tham nhũng, đồi trụy, dối trá, lừa lọc, vân vân. Không cần tới những thứ đó chừng nào tốt chừng ấy. Được như vậy, chắc chắn cuộc sống sẽ an ổn. Tăng già Phật giáo gồm cả các tăng thân và các tu viện luôn cầu nguyện cho mọi người, cho Phật tử có cuộc sống tốt lành và thành tựu các ước nguyện. Nhưng như đã nói ở trước, chúng ta phải có tổ chức, có hệ thống. Đức Phật không nói rằng người dân không được kinh doanh. Kinh doanh làm ăn thì không sao, nhưng phải kinh doanh một cách trung thực. Ý nghĩa của kinh doanh là gì? Là kiếm tiền, là có lời lãi từ việc đó. Nhưng ở đây cũng có một hệ thống và có giới hạn, không thể kiếm quá nhiều tiền trong một thời gian nhất định. Ví dụ, lời 100% hay 200%, chúng ta không thể lời đến thế. Và nếu bạn nói, tôi làm được điều đó, thì sẽ có lừa lọc, dối trá vì việc này. Như vậy không ổn. Chúng ta thường nói, đừng làm hại chúng sinh khác. Đáng tiếc, ở Tây Tạng, có những người Phật tử làm nghề sát sanh, cũng như ở Trung Quốc và Việt Nam. Đức Phật dạy rằng, không được hãm hại chúng sinh, không hại sinh mạng, và phải cố gắng cứu mạng sống chúng sinh khác. Đây là một hệ thống, đây là một yêu cầu trong đạo Phật. Tuy nhiên, không chỉ ở Việt Nam, Trung Quốc, mà cả ở Tây Tạng, những người quy y Tam Bảo vẫn giết bò dắt, giết cừu để sinh sống hoặc để kiếm tiền. Điều này rất đáng buồn. Đối với nhiều người, họ không có lựa chọn nào khác. Đây là nguồn sống duy nhất của họ. Thì còn có thể hiểu được. Nhưng không được làm như vậy vì tham lam. Nếu ai đó giết con vật để làm giàu thì không được. Nếu buộc phải giết gà, heo vì không còn cách nào khác thì có thể hiểu được. Nhưng có người không ở trong tình huống như vậy. Họ muốn kiếm nhiều tiền nên lạm dụng chúng sinh khác, lạm dụng mạng sống của chúng. Điều này thật kinh khủng. Sáng nay, chúng ta nói về một số đề tài quan trọng của Phật giáo, về những lỗi lầm con người thường phạm. Sáng nay, Thầy lưu ý mọi người rằng có nhiều việc có thật mà trên thực tế đã xảy ra với nhiều người. Lý do khiến Thầy nói về những chuyện có thật này chúng ta rất nên biết. Bởi vì chúng ta muốn trở thành những người tốt, những người tu đích thực. Người tu đích thực có nghĩa là người không có những lỗi lầm như vậy, những vấn đề như vậy. Họ là những người hành động đúng, suy nghĩ đúng. Họ làm những việc tốt, việc tử tế, việc lợi lạc, đức hạnh. Trung thực. Hãy cố gắng làm người tử tế, làm người trung thực. Điều đó đã bao gồm tất cả mọi thứ. Bạn có thể bỏ cả cuộc đời để nghiên cứu giáo lý, bởi vì trong Phật giáo có nhiều chủ đề, nhiều môn phái. Giáo lý Phật Đà vô cùng rộng lớn, nên có những học giả học suốt đời mà vẫn thấy ồ, mình chưa thật thông tuệ, phải học nữa, học nữa. Như vậy, bạn có thể bỏ nhiều thời gian và công sức ra để nghiên cứu Phật giáo. Nhưng những người như chúng ta, những con người bình thường của đời thường, cũng vẫn muốn học Pháp, muốn tu đạo. Chúng ta không phải bỏ ra nhiều thời gian như vậy cho việc học tập, nghiên cứu. Chúng ta chỉ cần có một ít hiểu biết căn bản và biết một ít điều căn bản cần phải làm. Hãy cố gắng làm người tử tế, làm người trung thực. Điều đó đã bao gồm tất cả mọi thứ. Tất cả ý nghĩa giáo lý Phật Đà tự trung lại là về cách làm người trung thực. Các bậc thầy chỉ cho ta cách làm một người trung thực và cho ta thấy đức tính trung thực quan trọng nhường nào. Điều này rất quan trọng.
Thế nhưng, làm được việc này vẫn rất khó. Lý do mà chúng ta cứ không trung thực được chính là cái tâm của chúng ta. Chúng ta cứ luyện cái tâm mình theo những lối khác, những lối bất chính, lén lút, những lối không trung thực. Vì chúng ta có những thói quen thâm căn cố đế như thế nên rất khó mà trung thực. Tuy nhiên, như đã nói sáng nay, bản tánh tâm của chúng ta rất thanh tịnh. Từ bản nguyên nó vốn thanh tịnh nên tự nhiên nó rất thanh tịnh, trung thực, an hòa. Cho nên, nếu muốn luyện tâm theo hướng đó thì ta vẫn có cơ duyên, có cách để làm, và điều đó là có thể. Nó phụ thuộc vào việc ta có muốn hay không. Nếu ta muốn thì có cách, bởi vì đương nhiên là có cách. Vậy nên tôi nghĩ đó là một điều rất quan trọng. Bình đẳng, chúng ta không được chối bỏ một ai cả. Và người tu phải là người tốt, tốt với tất cả mọi người, tất cả chúng sinh. Đó là một trong những chủ đề cốt tủy của Phật giáo. Có những người có thể tử tế và tốt bụng với những người nào đó, nhưng họ vẫn cứ ác tâm, xấu bụng với ai đó khác. Họ có thể rất hung hãn, ganh ghét đố kỵ, sân hận ác tâm và vân vân. Họ có thể như vậy với những người khác. Chỉ tốt với bạn bè thân thuộc, bà con họ hàng, gia đình thôi không đủ. Chúng ta phải tốt với tất cả, kể cả những người chúng ta không ưa cho lắm. Chúng ta phải cố gắng tử tế và giúp đỡ người khác. Chúng ta không được chối bỏ một ai cả. Chúng ta không thể khước từ việc có ích cho bất cứ một ai. Vì nếu làm như vậy, tức là ta chối bỏ việc phải có tâm từ. Tức là ta đã chối bỏ việc làm một người có tâm bi mẫn. Tâm bi mẫn đòi hỏi ta phải tốt một cách bình đẳng với tất cả mọi người, tất cả chúng sinh. Và điều đó rất quan trọng. Chúng ta phải nhu hòa, dịu ngọt, tốt bụng, trung thực, đặc biệt đối với những ai theo cùng một đạo Phật như ta, những ai học đạo cùng một vị thầy như ta. Nếu trong cộng đồng có người làm những việc không tử tế, tốt đẹp, cố tình không hiểu và cảm thông, thì điều đó gây nên chướng ngại cho cả cộng đồng, cho cả dòng truyền thừa, cho cả truyền thống của bạn. Vì vậy, rất cần phải tốt bụng, tử tế, và phải thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa những người được gọi là bạn tu quan trọng đến nhường nào. Đồng tu hòa hợp, chia rẽ bất hòa là điều rất xấu xa. Chia rẽ bất hòa là điều rất xấu xa. Nó có sức hủy diệt lớn. Nó phá hoại những cộng đồng, những tăng thân tốt, những nhóm bạn, những tu viện, chùa chiền tốt. Đức Phật dạy rằng phá hòa hợp giữa những người tu là ác hạnh nghiêm trọng. Vì vậy, Phật dạy rằng giữ quan hệ tốt, nuôi dưỡng tình bằng hữu giữa người tu đạo là một việc làm quan trọng và thiện lành. Chúng ta có thể thấy rằng ở Tây Tạng gần đây có một số tu viện lớn đã không còn nữa vì chia rẽ bất hòa. Họ đã nói xấu lẫn nhau, đã ganh ghen đố kỵ với nhau, cãi lộn, tranh chấp với nhau, rồi chia tay mỗi bên mỗi ngã, thế là tan cả cộng đồng. Điều đó xảy ra ở nhiều nơi, với nhiều tăng thân, cộng đồng, thậm chí trong thời Phật còn tại thế. Một cộng đồng, một tăng thân, một nhóm nào đó có vấn đề, có bất hòa, chia rẽ, và thế là cả cộng đồng tan rã. Trong truyền thống của các bạn chẳng hạn cũng vậy. Trong các cộng đồng tu tịnh bạn đạo, mối tương giao thuận hòa, tấm lòng cảm thông bao giờ cũng rất quý báu. Điều đó không những tốt cho cộng đồng mà còn tốt cho cả việc giữ giới nguyện của riêng từng người. Bởi vì giới nguyện luôn gắn chặt với bầu bạn, huynh đệ, tỷ muội của ta. Pháp ta thọ nhận càng cao, giáo lý ta thọ nhận càng thâm sâu, thì mối kết nối với bầu bạn, huynh đệ, tỷ muội của ta càng sâu sắc, càng đặc biệt. Vì vậy, rất cần phải tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng tất cả chúng sinh, đặc biệt là những ai cùng một đạo, một truyền thống. Xã hội thuận hòa. Để có hạnh phúc, bình an, hãy hiền hòa và cảm thông,
đó là cách duy nhất. Mối quan hệ tốt đẹp cần không những cho cộng đồng mà cho cả xã hội. Trong gia đình rất cần sự hòa thuận. Vợ chồng cãi cọ thì gia đình bất hòa. Điều đó có hay ho không? Không. Vậy nên Đạo Phật dạy con người luyện tâm nhu hòa mọi lúc mọi nơi. Đạo Phật không chỉ dạy rằng người tu trong chùa phải có cuộc sống an bình. Cái gì tạo an bình cho cuộc sống và an lạc cho tâm? Những gì đã nói ở trên là căn bản. Những điều này rất cần cho cuộc sống, không chỉ cho Phật Pháp mà cho cuộc sống an bình nói chung. Làm người nhu hòa không dễ. Khi muốn thành công, người ta muốn có sức mạnh, nên người ta diệt người này, cãi cọ với người khác, cố giành giật, triệt hạ nhau và làm đủ trò đủ chuyện. Những hành động theo lối ấy giống trò trẻ con. Những trò ấy sẽ không đi tới đâu cả. Chúng chỉ tạm thời có hiệu quả nhưng không thể lâu dài được. Tính về lâu về dài, nếu quý vị hung hãn, ác tâm, gian dối thì chính quý vị sẽ gặt hái những chuyện không hay. Nó chỉ đem lại những chuyện không hay cho quý vị. Để có hạnh phúc, an bình, hãy hiền hòa và cảm thông. Đó là cách duy nhất. Về lâu về dài thì điều đó rất quan trọng. Đó là đạo của người tu. Thông tin đó, phương pháp đó do Phật Bảo, Pháp Bảo trao cho ta. Tôi cũng thường dạy những điều ấy. Tôi không dạy gì đặc biệt về dòng này, dòng nọ. Tôi cũng không nhắc tới chuyện tôi thuộc dòng truyền thừa nào. Điều đó không quan trọng lắm, không cần thiết lắm, trừ khi có người đề nghị, như khi cần dạy những giáo lý đặc biệt hay ban những quán đảnh chẳng hạn. Tôi dạy những chủ đề ấy, thậm chí ở Tây Tạng, và mọi người đều thấy những điều đó có ý nghĩa thực tế trong cuộc sống. Nhờ vậy, mọi người có sự hiểu biết và cách nhìn mới về những giá trị và những vấn đề quan trọng của Phật giáo. Người Tây Tạng thường rất bình lặng. Người tu ở nhiều nơi trên thế giới cũng giống như vậy, rất kín đáo, rất bình lặng trong tâm. Nhưng giữ bình lặng mãi không phải dễ, cho nên họ cũng thôi không bình lặng nữa và rốt cuộc rời bỏ cuộc đời này mà không thành tựu gì cả. Tóm lại, những chủ đề đó của Phật giáo rất quan trọng và rất thực tế. Trong cuộc sống của bạn, khi bạn phải giải quyết nhiều việc, đối mặt với nhiều khó khăn trong xã hội, cuộc sống, gia đình thì hiểu biết, cảm thông và kham nhẫn rất quan trọng. Luôn nóng giận, bực bội, khó chịu, những cách xử sự như vậy rất dở và chẳng giúp ích gì cho ta. Chẳng hạn, trong nhà khi vợ hoặc chồng bạn nổi giận vì lý do nào đó thì bạn phải nhẫn nhịn, không được bực tức. Hãy cố gắng buông bỏ chuyện đó để đem lại an bình cho gia đình và cho tâm của bạn. Kuru Kula, sức mạnh. Kẻ phàm phu trong luân hồi không có sức mạnh do vô minh ám chướng. Lời nguyện cầu năng lực được soạn ở Việt Nam. Tôi có soạn một số lời nguyện Kuru Kula, và đây là một trong số những lời nguyện mà mọi người thường tu. Quanh lời nguyện này có nhiều câu chuyện hay. Một số người thực hành lời nguyện này và những điều tốt đẹp xảy ra, nên họ tin rằng lời nguyện này rất đặc biệt, nó có lực gia trị. Đối với tôi, Kuru Kula không phải là thực hành chính. Đúng ra thì tôi không tu pháp Kuru Kula. Nhưng có lần ở Việt Nam, do nhân duyên khởi mà tôi viết ra lời nguyện này. Tôi cảm thấy Kuru Kula là một bổn tôn rất từ bi. Trong cuộc đời tôi, Kuru Kula là một nguồn hộ trì rất mạnh. Theo nhiều cách, mặc dù tôi không hành trì pháp tu này nhiều lắm, đó là vì tôi có kết nối với Ngài, và cũng vì đôi lúc do phải dạy pháp tu này nên tôi cũng thực hành một chút, như lễ lạy Kuru Kula chẳng hạn. Lời nguyện cầu năng lực, đây không phải là năng lực bình thường, không phải thứ năng lực phát sinh do những nhân duyên nào đó cực đoan hoặc trung dung. Năng lực này là đại lực khởi từ chân chánh của vạn pháp, chân chánh của tâm.
Lời nguyện này nhằm đánh thức, làm sống lại sức mạnh nội tại và tính thanh tịnh của tâm. Kẻ phàm phu trong luân hồi không có sức mạnh do vô minh ám chướng. Đại lực này của chân tâm siêu vượt năng lực thế tục. Cho nên, với tâm tuyệt đối thanh tịnh, ta sẽ thấy chân tánh của tâm và của vạn pháp. Phải hiểu rằng, ý nghĩa chân thực của sức mạnh là hiểu được chân tánh của tâm và chứng ngộ được chân tánh ấy. Sự chứng ngộ đó là sức mạnh, là năng lực chân thực, một thứ năng lực bất hoại có khả năng điều phục tất cả, niết bàn và luân hồi. Còn những thứ sức mạnh khác không phải là sức mạnh đích thực. Có nhiều loại giáo lý Phật Đà. Vì có nhiều loại căn cơ, căn tánh chúng sinh, nên nhiều loại giáo lý được truyền trao. Đối với những chúng sinh rất may mắn, thông minh, Đức Phật ban giáo lý có quy lực lớn như giáo lý về bản tánh của tâm. Xét về tâm, do con người có nhiều hạng căn cơ khác nhau, nên giáo lý được dạy ở những thời điểm khác nhau, nơi chốn khác nhau. Nhưng mục đích của giáo lý chỉ có một: đưa chúng sinh tới tự do, tới chốn của đại năng lực. Kurukula không nhằm tới thịnh vượng vật chất hay tầm cầu thế tục. Mục đích chính yếu là loại trí tuệ ấy, sức mạnh ấy. Hai hàng kệ đầu tiên nói về tự tánh của tâm. Tự tánh của tâm là như vậy. Trí tuệ của nó giống như thân kim cương bất hoại, không bao giờ mất đi sức mạnh và tri giác. Cho nên, từ bản thể từ vô thỉ vốn ly khổ, vốn không có nhị nguyên đối đãi của khổ, ác, nhiễm. Bản tâm vốn trong sạch. Tiếng cười của Kurukula là diệu âm của lạc già không. Ý nghĩa chân thực của lời nguyện là ta khẩn cầu tới Kurukula vì muốn thoát khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước trong tâm. Ta hiểu rằng bản chất Kurukula đồng với tánh không. Khẩn cầu Kurukula, chúng ta xin Ngài che chở cho ta thoát khỏi biên kiến cực đoan, cho ta sức mạnh trí tuệ, năng lực hiển ngộ chân tánh thực tại. Trong lời nguyện còn có chín bổn tôn. Chúng ta khẩn cầu các Ngài cùng với Kurukula, A-di-đà Phật, Quán Thế Âm, Mã Đầu Minh Dương, Ojendamhala, Tara, Kim Cang Du Già Thánh Nữ. Đôi khi hồng Tara là bổn tôn của quy lực, nhưng ở đây lục Tara là bổn tôn của tất cả công hạnh, rồi Kamaraja cùng phối ngẫu và vân vân. Chúng ta khẩn cầu chư vị bổn tôn này và Kurukula. Kurukula là quá thân của thân khẩu, ý, đức và hạnh của tất cả chư Phật. Vậy nên Kurukula là một vị Phật vĩ đại, và chúng ta khẩn cầu Ngài. Đối với phàm phu, khi vọng tưởng nổi lên, họ liền trông rủi theo chúng. Vọng niệm vừa khởi, ta liền mất định lực, sức mạnh và cứ thế đuổi theo chúng. Nếu đấy là ý nghĩ không tốt lành, thì ta buồn phiền và tán tâm. Ta bất lực, không có sức mạnh để kiểm soát tâm, nên cứ chạy theo vọng niệm, chìm nổi theo chúng. Và ta không mạnh, không tự do siêu diệt biên kiến, đó gọi là hư vọng. Những ý nghĩ, vọng niệm này như một mạng lưới vô tận vô biên, cái này nối cái kia. Vô số vọng niệm vô tận cứ khởi lên, và ta vướng vào đủ loại cảm xúc tâm trạng. Ta bất lực không trụ được tâm trong hạnh phúc, và đôi khi cũng không thể trụ được cả trong đau khổ nữa. Ta chỉ trông rủi theo cái ta đang nghĩ. Giờ đây có cơ duyên, ta cầu nguyện Kurukula cứu ta thoát khỏi tình cảnh này. Trang 3. Chúng con khẩn cầu. Với hiểu biết về tình cảnh của mình và chân tánh của Kurukula, ta sám hối trước Ngài để tịnh hóa nghiệp đã tạo qua ba cửa thân khẩu ý. Có nhiều cách hiểu khác nhau, những cấp độ, những thừa khác nhau, nói về những đề tài, những vấn đề khác nhau. Và có những cách hiểu khác nhau về vạn pháp, về bản chất của thân người. Vô minh trong ta sâu dày đến mức ta không biết được các phẩm tánh và bản tánh chân thực của những gì thuộc về ta, nên ta thường sai lầm. Vậy ta sám hối trước Kurukula.
nguyện con được tịnh hóa nhờ thành tâm hối hận và nhờ sức mạnh của kết nối này. Chúng ta tụng như vậy để tịnh hóa nghiệp chướng. Trang 4. Nguyện tất cả chúng con cho đến khi thành chánh giác. Ta cầu nguyện về những thứ khác, nguyện chúng con tịnh hóa được nghiệp chướng, nguyện tất cả chúng con cho tới khi thành chánh giác được thọ hưởng cuộc sống bình an, gia đình hạnh phúc, phước duyên dồi dào. Nguyện con thành tựu công hạnh làm lợi lạc chúng sinh, có nghĩa là nguyện con trở thành như Đức Thích Ca Mâu Ni làm lợi lạc cho chúng sinh. Chúng ta cũng nguyện, nguyện con đem lại hạnh phúc, niềm vui cho những chúng sinh nào nghe thấy con, nghĩ tưởng về con. Đó là cách chúng ta phát nguyện làm lợi lạc chúng sinh theo nhiều cách, càng nhiều càng tốt. Nguyện trí tuệ và từ bi vô trụ, có nghĩa là nguyện con ở đây mãi mãi để làm lợi lạc cho chúng sinh. Có nghĩa là chúng ta không nói, ta muốn giảng sanh tịnh độ, ta chán cuộc đời này rồi. Không, ta muốn làm gì đó cho chúng sinh, nên ta ở lại đây cho tới chừng nào vẫn còn chúng sinh trong cõi luân hồi. Đó là cách chúng ta phát Bồ Đề tâm, đó là động lực của Bồ Tát. Nguyện Bồ Tát là một thứ năng lực rất mãnh liệt và rất dũng cảm. Bồ Tát không dễ ngã lòng, chán nản. Họ có lòng tin mạnh mẽ, lòng tin vào những thiện hạnh vì lợi lạc chúng sanh. Họ không sờn lòng cho dù khó khăn như thế nào đi nữa. Họ nguyện làm những việc đó. Đó là cách mà các bạn phát nguyện tôi rèn động lực Bồ Đề. Nguyện tất cả bệnh khổ, quỷ ma và chướng duyên. Trang 5. Chúng ta phát nguyện cho kiếp sống này, chúng ta nguyện không có gặp quỷ ma, năng lượng tiêu cực chướng ngại, rủi ro, vân vân. Khi tấm thân huyễn, dòng 206, khi cái chết tới, chúng ta phải đối mặt với nó như thế nào? Do hành trì pháp Kodukula, khi thân xác bị quỷ hoại, cái chết tới, thì ta chuyển tâm thức của mình nhập vào trí tuệ, vào tâm Kodukula. Nếu tụng lời nguyện này nhiều lần và quán tưởng thì ta có thể thực hiện được điều đó. Nếu các bạn tu pháp này hàng ngày và thiết lập được kết nối mạnh mẽ với Kodukula, thì khi cái chết tới, Ngài sẽ xuất hiện và đưa bạn tới cảnh giới an bình. Có nhiều tranh tượng Kodukula khác nhau. Đây là một trong những bức tranh phổ biến nhất. Nhiều người đã biết bức tranh này: một mặt, hai tay, đứng thẳng và tay cầm những pháp khí khác nhau. Tôi đã dạy pháp Kodukula ở Mỹ, nên các bạn có thể kiếm băng ghi âm các buổi giảng để nghe. Hết bài giảng ngày 13 tháng 10, 2013.